Rồi hai tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và con lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. À, kính thưa cô ba cùng với bà cô và chư huynh đệ có mặt trong cái buổi họp mặt tại ban trị sự xã Châu Phong hôm nay, và đồng kính mến. À, kính thưa chư quý đồng đạo, được biết hôm nay là ngày 13 tháng 7, tháng 7 niên Quý Mão năm 2023 âm lịch. Thì ba huynh đệ chúng tôi được một cái nhân duyên đến ban trị sự xã Châu Phong để dự cái buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do huynh Phan Chí Tâm và cô Trần Thị Phương Kiều đã trình bày trong cái buổi sáng, cũng đã hết trong cái buổi sáng. Và sau khi cái chương trình thuyết giảng xong thì ba huynh đệ lại được một cái nhân duyên lành, gặp được cô ba, được gọi là cô ba phiến. Cô cũng được cái sự giác ngộ sớm hồi còn tuổi trẻ. Cô đã phát tâm theo tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cô có được một cái nhân duyên sớm với Phật Pháp, và từ đó cô lại ăn chay và tu theo đạo thầy. Và sau cùng thì cô lại được một cái giọng ngâm trời ban, và cô lại ngâm giảng khắp nơi cho đồng đạo để nghe và phát tâm để tu hành. Thì hôm nay cái nhân duyên mà ba huynh đệ chúng con lại gặp cô ba phiến đó. Vì vậy mà hôm nay tụi con muốn hỏi cô ba để chia sẻ về vấn đề đầu tiên cô ba phát tâm tu hành, rồi sau đó cô ba lại đi hành đạo, rồi cô ba lại có được một cái giọng đọc trời ban đó, rồi cô ba đi ngâm giảng khắp nơi đó. Thì cô ba sẽ chia sẻ từng phần. Thứ nhất là cái việc tu và cái việc hành đạo, cũng như cái việc mà dẫn đến vấn đề mình ngâm giảng cho đồng đạo nghe đó. Thì đó là cái chủ đề hôm nay mà mấy ba huynh đệ chúng con muốn gặp gỡ cô ba. Thì xin cô ba chia sẻ cho đồng đạo nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ba phiến cũng xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị em đồng đạo xa gần kính mến. Hôm nay cũng có cái nhân duyên để gặp mấy đứa cháu đi cái chương trình thuyết giảng ở xã Châu Phong. Thì mấy cháu cũng muốn biết được cái sự phát tâm của cô, thì cô cũng xin trả lời ngắn gọn ha. Dạ. Cho mấy cháu nghe. Dạ. Yeah. Thì lúc mà cô hồi còn nhỏ đó, nhỏ có nghĩa là mười mấy tuổi á, là cô đã nghe mẹ đọc giảng đó, là cô rất là mê đọc giảng. Mẹ cô cũng đọc giảng nữa. Dạ. Cô mê đọc giảng lắm, nhưng mà cái thời gian mà sau này á, thì có gia đình, có gia đình cái là để qua cái chuyện mà đọc giảng rồi. Dạ. Cái lo trong gia đình á, thì phải lo cho cuộc sống rồi, thành ra nó trở ngại một thời gian. Nhưng mà sau này á là trở lại cho cái cho đọc giảng lại là 1999 phải không? Dạ, đúng rồi. Là cái năm đó thì cô cũng nhận đệ tử giải mai cũng nhiều lắm. Cái sau mà 1999 rồi cái tới 2001 hay là 2000 lâu quá cô cũng quên. Thì ở dưới xã Bình Mỹ của mình nó có mở ra một cái chương trình học lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng căn bản phải không? Dạ. Yeah. Là cô á, lúc đó cô mới suy nghĩ. Cô nói bây giờ á, thì mình sẽ xin đi mình sẽ xin đi vô á, để đăng ký vô để mình học đạo. Đó, rồi cô mới tạm ngưng cái chương trình dạy học trò đi, nó còn mấy đứa cô cũng gắng dạy viết cho nó xong, thì cô xin đi vô học 15 ngày. Yeah. Trong khi học 15 ngày đó mình ăn chay. Hồi trước thì cô ăn mặn chỉ ăn tháng một năm là 3 tháng thôi. Yeah. Tháng giêng tháng 7 tháng 10.
Nhưng quyết định là cái ngày cô đi học với 15 ngày. Cô đi về thì 15 ngày cái lòng cô ăn chay nó quen rồi. Dạ. Cô về cô phát nguyện với Cụ Quyền. Cô mới trình với Cụ Quyền tới tổ ông bà và ân trên. Mà nếu như mà cho con ăn chay được á, thì cái kỳ đi học này về là cho con ăn chay luôn cho tới cái ngày mà con mãn phần luôn, đừng có cho con nó thèm trở lại. Dạ. Có sao con, cô phát nguyện vậy đi, cô mới nói ở trong bụng cô nói nè, thôi bây giờ đó, mình tính coi mình có thèm ăn cái gì đồ mặn không, mình quyết định mình ăn đi, mình ăn rồi đi rồi là mình nghỉ luôn nha. Cái cô nguyện giấy quầy đó. Cái sao mà cô ăn mặn lợi đâu cũng không được mấy bữa đó, cô thấy làm như là lúc này là ông bà ân trên gì chuyển cho cô rồi. Dạ. Chuyển cho cô không có ăn được. Cô không có được thì cô mới đi xuống dưới học á, là cô nghe được các giáo lý viên cũng như là trung ương qua dạy mà ở trong cái đoạn quyển 5, cô nhớ lại là ở trong cái đoạn quyển 5 mà cái khúc sau là khúc sau làm sao đây để cô nhớ không nói với cô à. Dạ. Cái khúc kể hay gì cô? Không, cái khúc sau cùng là sau cùng 4 câu đó. Không để cô nhớ. Dạ. Là nhắm mắt cũng nắm hai tay đó. Dạ. Nhắm mắt cũng nắm hai tay rồi đâu đem tiền bạc rồi đâu đem tiền của đem rài hầu non. Dạ. Chỉ có tội phước hỡi còn đến. Dạ. Nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì thiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Cô mới nghe được cái đoạn giảng đó, cô về cô học. Cô. Dạ. Học thuộc hết cái đoạn giảng đó xong, khi mà xong rồi đó cô mới suy nghĩ lại, thôi bây giờ mình nếu mà mình tạm ngưng cái chương trình mình kiếm tiền để mình đi kiếm phước đi, chứ bây giờ có tiền hoài thì sau này nó mắt cũng nắm hai tay. Cái cô mới cái ngày mà đi học tới cái buổi chiều đó cô mới xin lên, cô nói ban tổ chức ơi bây giờ tôi quá ghiền đọc giảng rồi, cho tôi xin cho tôi xin lên tôi đọc một cái đoạn một thôi, giờ tôi thuộc có một đoạn một thôi à, cho tôi lên đọc một đoạn này thôi. Ồ cái ngày ban tổ chức cũng biết mình không biết mình đọc được hay là không nữa. Dạ. Tại vì mình xin đi vô đó thì cái người mà đọc mà chuẩn là mới được cho được lên. Dạ. Còn cái này mình cam kết rồi, yên tâm đi, tôi đọc được. Cái tội nghiệp lắm, cái bắt đầu cái cho cô lên đọc một đoạn đó rồi cô khóc. Ừ. Tự nhiên cô khóc, cô nói vậy đó, cô nói thôi tiền bạc đó, của thì mình kiếm được. Mà khi mà nhắm mắt rồi cũng không có gì. Thôi bây giờ mình tu, bây giờ nguyện giới của quyền độ cho con. Bây giờ con phát nguyện quyền này là con sẽ ăn chay luôn cho tới chết. Quyền tổ ông bà cũng xây chuyển cho con và qua lên đức thầy độ cho con. Con đừng có thèm ăn mặn. Cho con nguyện là con ăn chay cho tới ngày cuối cùng luôn. Về bắt đầu cái cô ăn chay được, thì đó tới giờ cô ăn luôn từ 2001 tới giờ em mấy năm, nhưng mà cũng khiến là cô ăn chay á, cái cách cô ăn chay á là nó rất là giản dị lắm, không có nói là mua cái đồ ngon hay gì ăn được, không có đâu. Nếu mà bữa nào không ấy thì ăn với nước tương hoặc là muối hay là chan nước lạnh xong. Cô không có mà nói ăn chay xót xa gì, cũng ăn trên khiến. Dạ. Thế là cô ăn được luôn. Dạ. Đó rồi cái bắt đầu là cô đi học xong rồi đi về cô mới đọc giảng nha. Dạ. Cô luyện giảng dữ dằn, cô luyện dữ lắm, luyện đến đổi mà cô đi lại tới cái nhà đó, cho cô đừng có nói tên người đó đi. Cô đi lại đó cô mượn cái băng á, đặng về cô bắt lên rồi cô nghe á, nhưng mà người ta không cho. Rồi một cái nữa là cô đi xin đi vô đọc giảng người ta cũng không cho.
không cho, nó không biết cô đọc được hay là không, không cho. Dạ. Cô mới nói thôi bây giờ không cho thì về mình luyện nữa. Về cái cô mới ngồi mai giờ này cái cúng giảng cô để bên. Dạ. Cô liếc qua cô đọc cô luyện luyện hoài vậy đó. Cái luyện, ồ cô luyện viết rồi cái bắt đầu hả. Cái ông chú hai đó là ổng đi cầu nguyện, ổng mới nói nghe cái tiếng nhỏ này nó đọc hay quá à, thôi bây giờ mời đi theo đi. Giờ cái nghe đọc mấy cái bài cúng mà đọc cái gì nè con, đọc mấy cái bài mà đi cúng cúng tuần đó ha cô. Cúng tuần á. Nam mô bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì đó ha. Dạ. Đúng rồi. Đọc là đọc cái bốn câu mà tại vì bây giờ mình không có đi ra người nói nhớ ha. Bốn câu có nghĩa là bài nguyện chứ Phật ơn bà rồi đó ha. Ai với ta bài quải đơm nữa không? Tám câu. Đang đòi với lại báo bài hiếu đồng nhà. Báo hiếu rồi đó ha. Dạ dạ dạ. Rồi đi đám dỗ cũng mời cô ha, cho cô đọc mà cái lúc đó hả phải nói cho cô đọc hả? Nó rung một cái tim muốn văng ra ngoài luôn. Vậy đó ha cô bà. Dữ lắm mới mà. Dạ. Rồi cái một lần đó cô mới 2003. Dạ. Với ba thì cái đoàn của cô Út Đồng mới biết không? Dạ, cô Út Đồng nè, dạ. Út Tuấn nè, dạ. Chị Mai rồi tất cả mà các anh chị em mà đọc giảng trước đó, dạ. Dắt đoàn đi. Cái cô đứng đổi mà cô mê đọc giảng vậy nè, cô nói với lại cái cô kia đi với cô á, dạ. Nói á, em đi lên em đăng ký với anh chị đi, anh chị với lại chị dò bài. Anh sẽ gần quá. Vì hay lắm. Vậy. À. Cái lúc đó là nói bà đọc được không, mà bà kêu tôi đăng ký nữa bà đọc không được làm sao. Nói chàng yên tâm đi tôi thuộc. Cái em đi lên trển đọc thì cô dưới đây cô dò 8 điều khổ, dò có một khổ một thôi thuộc có nhiêu à. Thì đi lên đó, mới vừa dò xong rồi á, cô này lên đăng ký rồi có người nhảy vô đọc rồi. Lúc đó cô học biết rồi, cô hết biết đọc rồi, thôi vậy thôi ta đọc rồi thôi. Dạ. Yeah. Thôi mình không có đọc được rồi thôi. Cái về cô cứ luyện vậy hoài á. Cái khi mà anh Bảy Tức cái bệnh, anh có cái máy á, là lúc đó là đọc tục băng xong rồi. Là ông nói cô Út ơi, bây giờ cô qua cô đọc đi, tôi thâu cho cô. Và ông thâu cho cô cái chuyện mấy chục cái băng. Về được thì để, không được thì bỏ qua đi đọc. Cứ luyện cái giọng á. Ví dụ như bây giờ cô đọc ngâm thì cô ngâm giọng Bắc và Nam, hoặc là cô ngâm mấy cái giọng mà thường hay là cổ thi hay gì đó. Giọng Bắc Nam hả? Không nói giống nhớ cái đoạn nào. Thu đã cuối. Thu là cuối đi. Thu là cuối đi. Nhớ không con? Cô cuốn giả. Cô không có dạ. Hai cái đoạn nào cô thuộc đi, cô đọc đi cho nó thực tế, cũng như vài câu thôi, bốn câu cũng được đó cô ba. Khi nào mình kết thúc chương trình hãy đọc dài. Bài thu đã cuối thì nó người ta thường thường là người ta đọc giảng không, mà chứ ít có đọc Dục Bắc Hà Nam đó, tại vì nó vô nó cũng hơi khó đó. Dạ. Thì cái điệu nào mà cô vô dễ với cái giọng Bắc Hà Nam đó thì mình cứ lấy đó làm cái điểm tựa đi. Rồi rồi vậy anh ấy chút đọc ha, cuối đọc ha. Ừ, cuối đi. Phần cuối đi. Ừ. Rồi bây giờ thì sao nữa con? Thì cô ba nói tiếp về cái vấn đề mà khi cô ba đang vào cái vấn đề mình đọc giảng nãy giờ, cũng như mình đại khái một hai cái tiêu đề là khi mình lên mình đọc giảng mà mình đang chọn chủ đề đó, mà khi người mình đang ở dưới này mình dò mà người ta lại lên trước mình, người ta đọc chủ đề đó mình là bị hụt hẳn. Thì đó, rồi tới vấn đề thứ hai nữa là một hai cái gì đó thì mình rồi quay ngang cái mới dẫn đến cái vấn đề khi mình đọc giảng nhờ ai lăng xê mình đọc diễn gì đó. Kinh nghiệm về đọc giảng thì cho mấy em cháu nó học theo luôn. À cái bắt đầu là Út cũng nhờ chị Thúy. Dạ này tới chia sẻ này, chia sẻ chị vấn đề Thúy, chị mới thấy là mình đi qua bển mình xin nó đọc không được. Dạ. Chỉ mới mua cái máy thâu băng hồi xưa, có máy thâu băng bị lớn nè. Hồi xưa là năm mấy rồi cô ba? Nói luôn đi. Hồi năm đó là... Cái thời của Hải Tho đó phải không? Không, lẽ mấy là sau này ha? Sau hai lẽ mấy đó phải không? Sau này lẽ mấy. Còn cái cô là biết đọc hồi xưa đó, đi theo Bác Hai Tiễn với lại Bác Hai Tho đó,
là đi bằng tóc rán không à, mà đọc bằng cái bông bí, con biết không? Dạ biết. Đọc 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 cái bằng bông bí không à, không không có không có thu mà cũng không có gì hết trơn. Dạ. Bởi vì bây giờ mà kiếm lại mấy cái băng đó đâu có đâu. Dạ. Hồi xưa máy nó hiếm lắm. Hồi đó là màn ảnh rộng không à, bằng cái miếng vải không à. Dạ. Chứ không có không có như bây giờ. Bây giờ tiến bộ chứ hồi xưa đi thiết ở đâu là chỉ có một cái màn ảnh rộng vậy thôi. Rồi như vậy thì qua một cái thời kỳ đó, đến một cái thời kỳ sau này khi cô Ba trở lại với cái giọng đọc của mình đó, thì mới gặp cô Thí vậy nãy cô Ba nói đó ha. Dạ, là để gặp... cô Ba kể từ cái giai đoạn đó để phát triển cái giọng đọc mình cho đến ngày hôm nay. Kể từ giai đoạn đó trở về đây. Gặp cái chị Thí đó, chị mới nói chị mới mua cái thô băng gì đó. Dạ. Chị mới nói thôi để tôi mời cái đoàn này nè. Đoàn đi đâu cũng có chục người đó. À, đi qua nhà tôi, à, đi qua đây rồi bắt đầu cái cổ mới lấy nước đổ làm vòng tròn, nghe mấy chị em ngồi vòng tròn hết trơn, cổ mới nói vậy nè, bây giờ mỗi một người là đọc một một đoạn nha, để cho tôi thâu vô nha, đó rồi cái thì một người đọc đoạn đoạn hay dở thì cũng đọc hết trơn, nhưng mà ở trong đó thì mà cô không phải là cô nói gì nhưng mà cô đọc nghe được. Dạ. Đó thì từ cái chỗ mà nghe được cái sau này mới được đi qua bên đây, là giới thiệu qua bên đây là cho cô đọc nha, cái chương trình sau chứ không có được đọc trước đâu, rồi hết thì mới cho đọc. Dạ. Rồi chương trình hết cho đọc, từ chỗ đó cái cô mới mừng quá đi, từ đó tới sau là cô sẽ luyện hoài, luyện chừng nào mà cảm thấy mình bắt lên mình nghe, mình nghe không được mình luyện lại, ngâm gì nó không được cái bắt đầu cái mình bỏ cái mình đọc lợi, mà cứ vậy hoài là cô luyện từ tâm cô vậy đó. Vậy là khi mà cái giai đoạn mà cô Ba đã luyện giọng á, là mình tự luyện hay là mình nghe trong cái băng đĩa của cô Trần Kim Lợi hay là Trần Kim Khâu chẳng hạn nha, để cô Ba lấy cái điểm tựa đó cô Ba luyện hay là tự luyện? Ý hỏi cho cái cô nghe thì cũng có nghe, nhưng mà cô tự luyện, cô tự luyện thì nhiều hơn, còn nghe thì cũng có nghe nữa nhưng mà ít, tại vì hồi cái lúc đó là đâu có băng, không nói chung là không có gì hết. Đó rồi cái tại vì cô đam mê quá rồi đầu cô ngồi cô luyện hoài tới đó, rồi cũng có nghe băng. Hồi xưa là có chị Út Ma, chị Khởi hả? Dạ. Chị mấy chị mà cô đọc hồi trước đó. Dạ đúng rồi. Kim Khâu rồi đó. Kim Khâu. Kim Lợi, Kim Khâu. Chị có nghe qua nữa rồi cũng bắt chước theo, nhưng mà băng đó thì cô không có băng nhiều. Dạ. Đó rồi cái đầu cũng điện nhờ anh Tẩy đó, anh cho cô thâu hoài á, thâu một cái băng này không được thì về cô nghe đi, không được thì cô qua cô thâu nữa, mà cứ thâu gì hoài cô mấy chục cái không biết là bao nhiêu. Dạ. Dạ. Cô luyện chừng nào mà cảm thấy được thôi. Với lại sau này cô có đi qua bên trung ương đó là có cho một mỗi người một cái cuốn nè. Dạ. Là mình học như là bao nhiêu chữ cái đó. Dạ. Là bây giờ là tự mình coi trong đó đó, người ta chỉ y cũng như là mình học mấy đứa học trò nhỏ mà đi lên học mấy chục chữ cái vậy đó. Dạ. Thì bên đọc giảng thì mình cũng luyện là phát âm cho nó chuẩn. Dạ. Đầu mình cũng đập đất đát, sau này mình nghe cái chữ nào nó mẻ là mình biết rồi. Rồi thí dụ như là mấy chữ T, R, C, CH hay là chữ cái chữ mà đánh lưỡi X, S vậy đó. Dạ. Mình mới nghe, mình học thêm hoài. Trước hết là mình học ở đó, cái đó là mình học trước để cho nó nắm vững cái phát âm đi. Rồi bắt đầu cái hơi á thì mình về mình luyện. Dạ. Cái hơi mình luyện sao nhưng mà phát âm cho chuẩn là cái đó là cái đầu tiên, cái độc giảng của mình. Dạ. Cái này mình độc giảng mình đọc với cái giữ cái hơi là cách giữ hơi như thế nào? Có cách mình giữ hơi dữ lắm. Khi mà mình độc giảng mình đừng có ăn cơm no, mình độc giảng không có ăn cơm no, không có uống nước nhiều, mình chỉ chút xíu cho nó giữ cái không giữ cho mình đừng có đói vậy đó, chút xíu vậy đó, cái bắt đầu là mình đọc nó có hơi nhiều lắm, nhưng mà khi mình đọc nó mình thấy hít cái hơi cho nó dài ra,
Nhưng mà cái câu mà ví dụ như mà con muốn ngưng lại thở đó, thì cái bốn câu mà cô dừng lại, con dừng lại đó, thì con mới thở ra. Rồi hít. Thì phạm câu luôn nè. Nó cũng giảng đi, chỉ mới được chứ bây giờ không chỉ dạ. Được. Chỗ này có không gian giảng thôi đâu. Nó có không giảng. Là thứ nhất là lấy hơi ha. Ừ. Rồi đúng chữ. Ừ, trước hết đó là con phải phát âm cho chuẩn. Phát âm chuẩn. Cái nè, là chữ x x ớt x xì ớt ớt cong lưỡi lại rồi t r c h t chữ chữ c chữ r. Cái chữ đó là con phải phát âm cho chuẩn là sao đọc giảng kiếm hơi ha. Rồi tới cái gì nữa, rồi phát âm mà tới liền liền hơi. Ừ, phát âm là tiếp con phải luyện hơi. Còn không biết cái cách mình giữ hơi như thế nào. Giữ hơi là đây nè, thí dụ như bây giờ cái này mấy chỗ nào giữ hơi với Út kiếm chỉ nha. Giữ mấy giữ mười giữ mười giữ tư giữ tư giữ tư giữ phải là giữ mười tâm kệ rồi là Nguyễn Tư là Nguyễn Ngâm. Đây chắc mày tâm kệ là Nguyễn Tư đó cô bạn. Ai cũng bút hết. Nguyễn Nghị hay Nguyễn Nhất gì đó. Cũng ba. Nguyễn Nhất đi. Nguyễn Nhất đi ha. Nguyễn Nhất là Mới đoạn đầu hay là đoạn giữa? Cái nào cũng được. Rồi nè. Gì? Thí dụ đi. Ví dụ không, thí dụ cho khoai đọc tầm ví dụ như bây giờ mà con muốn lấy cái hơi sau để cho nó kéo dài ra đó, thì cái tám chữ này nè con phải vô bốn chữ này đi, hai chữ này đó, mình thả cái hơi mình ra chút đặng mình có được hơi sau, thấy không? Ví dụ bạn đọc luôn rồi chứ bạn đọc luôn á. Lúc chàng lý phố đổ thừa, cái chỗ đó là đổ thừa cái là mình lấy hơi đó. Dạ. Hay ha. Lúc chàng lý phụ đổ thừa chồng ngưng là mình có cái hơi đó. Có ngay chỗ này là con phải ngưng, nhưng mà cái cách ngưng đó là nó phải nó đừng có gờ xa. Dạ, là mình lấy hơi ha. À. Hay. Được chưa? Dạ, khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng lý phụ đổ thừa chồng ngưng. Đổ thừa là mình ngưng lại rồi đó. Dạ. Mà con có thấy cô ngưng không? Dạ. Không thấy hả? Ngưng mà ngưng cái cách hay ấy. Mà cô kéo mà ngang cái cô lấy lại ừ lẹ. Lấy lại liền là nó có lấy cái hơi sao là con có hơi được à, cô lấy lại lẹ cái chữ cuối kéo dài sao chữ ngư. Chữ ngư thì con phải hơi cho nó dài trồng ngư ngăn thôi chứ bây giờ mà không có kéo dài không được, kéo dài nó mất thời gian à. Nó mất thời gian dạ. Cái đó rồi bắt đầu là con phải ngưng vậy, con phải ngưng vậy một bốn là con phải vô như vậy. Thí dụ như mình có hơi thì mình đi luôn, không có hơi thì mình ngưng lại như vậy, không có hơi thì mình ngưng lại hai chữ như vậy, còn như mình có hơi mình đi luôn. Dạ. Chỗ này nè con cũng ngưng được nè. Bạc vàng có cứu anh mà hay không, cái đó là hơi đó, đặng mình lấy cái hơi đó. Rồi cái cô ba khi mà mấy đọc giảng viên bây giờ con thấy á, sở dĩ mà người ta lấy cái cách lấy như thế nào mà để được cái giọng mà nó dài ra, mà để nó nhắn nhá, nó kéo dài mà. Cái đó là ngâm. Nhưng mà ý nói lấy cái cách lấy như thế nào để làm cho cái giọng cách mình nó dài ra. Lấy thì mình cho cái hơi mình dài. Mình phải là tại ý hỏi là muốn giữ cái hơi đó không? Hơi. Lấy cái hơi dài giống à. Như nghệ sĩ mà hay ca cái giọng dài đúng không? Cái hơi dài á. Thì bây giờ cái nó, thì bây giờ là thì bây giờ là trước hết thì con phải tập luyện như thế nào? Tập luyện bằng cái cách là cũng như mình nói là sao? Cái hơi thở của mình phải nín thở một chút. Vậy đấy hả? Ừ.
hít vô sâu vậy không, hít cho nó sâu vô nhưng mà thở nhẹ nhẹ ra à, ừ. Vậy là để cho nó nhẹ ra. Thí dụ như đủ hai câu ấy thì thôi, còn không đủ á là mình ngưng ngay chỗ đó, rồi mình kiếm thêm hai chữ nữa là nó có cái hơi con cái dài sao mới được vậy đó. Ừ. Rồi cái đó mình tập vào buổi nào cũng được hay là buổi sáng buổi chiều gì buổi nào cũng được trơn, tại thời gian của cô thì không có nói là giờ giấc nào. Dạ. Mà cô miễn đi lên dạng máy may con mai là cô luyện suốt. Dạ. Quá hay. Và thứ nhất là phát âm, thứ hai là luyện hơi, còn gì không? Con phát âm cho nó chuẩn nè, rồi luyện hơi, giọng. Rồi. Con phải biết là giọng ngâm, đọc ở trong đây là nó nhiều giọng lắm nha. Dạ. Ở trong đây là lục lục dân tiên ở trên đây không có. Có thi trong mấy cái bài để Út kiếm mấy cái bài đó, trong mấy cái bài mà cổ thi là Hằng Nga đó. Dạ, Vĩnh Hằng Nga, bài Vĩnh Hằng Nga rồi đó. Đó là cổ thi. Dạ. Còn ngâm thì tao đàn thì ngâm bình thường, còn như là đọc Dũng Bắc Hoài Nam hoặc là nó ở trong đây nó nhiều cái chất giọng ngâm dữ lắm, nhưng mà bây giờ á thuộc về ngâm ta đàn, con không có cho ngâm ta đàn không có cho theo ngâm mà ngâm ai nữa nha. Trung ương ha. Trung ương cho ngâm ngâm tao đàn, tao đàn là cái sao là cô ba thử một giọng, thử một điệu, thử bốn câu à. Thì bây giờ nó phát âm là cái giọng cái thứ ba này là con phải lên giọng. Dạ. Yeah. Con coi có chỗ nào cô đọc cái gọi ơn trời đồ khỏi sai lầm, xin giúp chỉ bên chỉ dục tâm, hồ mạng thân quán âm trợ lực nguyện thân ý nhiệm xưng công thần. Có nghĩa là câu số 3 này là con đánh lên. Dạ. Yeah. Chứ không có đọc xuống mà không có đọc ngang. Hiểu không? Nói cho con hiểu ha. Dạ. Yeah. Đó là vậy đó. Còn cái cổ thi nè. Cổ thi nằm đâu? Con kiếm cổ thi đi, con cổ thi đi coi đẹp. Con nhiều không? Nãy giờ thôi tâm sự nghe được rồi. Tâm sự nghe được chưa? Con kiếm đọc mà dùng Bắc Nam cho con nghe đoạn đi. Dạ. Con lựa tiếp con đi. Dùng Bắc Hòa Nam hả? Ừ. Cái bài này mình đọc dùng Bắc Nam cũng được nè con. Nè. Ủa này cũng được nữa nè. À, cho con tham khảo mình đọc dùng Bắc Hòa Nam được. Hay là mình không muốn đọc thôi, hầu như tùy tới người ai muốn đọc thì đọc. Đây nè. Cái đoạn này dùng Bắc Hòa Nam. Đúng rồi, dùng Bắc Hòa Nam không đó. Ừ. Dạ. Rồi cô ba đọc đoạn đó đi. Đọc hết hết bài này đi. Hết. Từ đầu tới cuối luôn đi. Đoạn này. Không, mình đọc đoạn thứ 8 câu cũng được rồi. Ừ, vậy đi, qua 10 tỷ đi, muốn chọn bao nhiêu đoạn nào cũng được. Làm mà cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thần giám thị lục căn, đừng cho chúng tinh lăng hoàng ngoài thầy chấp thủ mà ngăn lục trần phá ngũ quần
rất lần tham ái ở cội sân si cũng phải tạo trừ đem về giác tanh chân như kiếm thân thì hiền dứt trần từ sanh. Đó, đó là giọng quát của Nam. Vì thì kính thưa cô ba ha, đến đây thì nói chung ra thì để trở lại với cái chương trình cuộc vui nào rồi nó cũng sẽ tàn ha, rồi cái cuộc họp nào rồi nó cũng sẽ tan, một cái vở tuồng nào rồi nó cũng sẽ đến ngày kết thúc. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô ba cùng với bà cô cũng như chư huynh đệ có mặt trong cái buổi họp mặt hôm nay kính mến. Thì giờ vừa qua là chư quý đồng đạo chúng ta đã xem qua màn ảnh nhỏ, qua lời chia sẻ của cô ba Phiến, kể lại cái sự phát tâm giai đoạn đầu cho đến khi bước vào vấn đề ngâm sấm thi, rồi cô chỉ luôn cái cách luyện giọng, luyện âm. Rồi trong sấm giảng thầy thì có nhiều thể loại, nhiều điệu để chúng ta ngâm cho nó đúng cái theo cái điệu của Đức Thầy viết theo bằng cái lối văn gì, để cho cái người nghe chúng ta tạo một cái sự thu hút và hấp dẫn. Thì kính thưa quý vị, thì văn lắm đã thấy cô ba đã có được một cái chất giọng trời ban và đã ngâm giảng rất là hay trên nhiều cái hội trường thuyết giảng giáo lý cũng như nhiều cái tụ điểm đám dỗ hay đám lòng tình mà đồng đạo mời thì cô ba đến để ngâm sấm thi cho đồng đạo chúng ta nghe. Thì vừa qua thì tụi con lại thấy cô ba có được chất giọng đó, cộng thêm tụi con đi dự thuyết giảng hôm nay tại xã Châu Phong, vì vậy mà tụi con cũng mời cô ba để chia sẻ cho đồng đạo xem qua màn ảnh nhỏ, để đồng đạo chúng ta không được dự thuyết giảng và không được kế cận để nghe cô ba ngâm giảng cũng như chỉ cái cách luyện giọng, cũng như về chia sẻ về vấn đề kinh nghiệm của sự độc giảng. Thì đây là một cái màn ảnh để quý vị xem và học hỏi ha. Thì kính thưa quý vị, thì con đến đây thì con cũng xin kết thúc, nhưng mà trước khi kết thúc thì không quên thứ nhất là lời chúc đến cô ba được nhiều sức khỏe cũng như gia đình và tất cả đồng đạo gần xa xem đoạn video hôm nay. Thứ nhất là tu hành tinh tấn, thứ hai là sức khỏe dồi dào và vững bền trên cái bước đường hành đạo của mình cho đến ngày Đức Thầy chúng ta quay gót ngọc trở về, thì chúng ta được diện kiến Đức Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn quý con rất nhiều. Dạ. Con được. Trời này cô ba. Con được rồi, con được rồi.